Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vinetic của chúng tôi. Và ở bài học hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về một phần mềm hẹn giờ tắt máy tính. Rất là hữu ích của người Việt như sau. Thì phần mềm này có dung lượng rất là nhỏ. Đầu tiên, chúng ta hãy truy cập vào một trình duyệt web bất kỳ. Sau đó chúng ta gọi mở shutdown như thế này. sau đó chúng ta enter. thì đối với phần mềm Mersenal này sẽ có rất nhiều trang web mà chúng ta có thể tải về được phần mềm này ở đây và chúng ta có thể vào trang web bất kỳ để chúng ta tải về và đây là phần mềm sau khi tôi đã tải về như thế này thì sau khi chúng ta tải về chúng ta chỉ cần nháy đúc chuột để chúng ta khởi động phần mềm này lên và phần mềm này có dung lượng chỉ 80 kb và một dung lượng rất là nhỏ nên nó sẽ không chiếm nhiều tài nguyên máy tính của các bạn chúng ta nháy đúc vào để khởi động phần mềm đây là giao diện của phần mềm mở sắt tại đây chúng ta có các chức năng như sau thứ nhất tắt máy sau bao nhiêu phút thì chúng ta có thể đặt thời gian tắt máy ở đây chúng ta tùy chọn thời gian tắt máy ở đây sau bao nhiêu phút Tại đây chúng ta có thể đặt thời gian bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút thì máy tính tắt. Ngoài ra chúng ta có thể chọn chức năng dần hạ âm lượng trong bao nhiêu phút cuối ở đây. Ví dụ như ở đây 10 phút cuối. Ví dụ như chúng ta đang nghe một bản nhạc thì chúng ta có thể sử dụng chức năng dần hạ âm lượng. Thì chúng ta có thể sử dụng chức năng dần hạ âm lượng trong bao nhiêu phút cuối như thế này thì ở đây là sau khi chúng ta đã đặt thời gian tắt máy ví dụ như ở đây tôi sẽ tắt máy sau 15 phút nữa thì chúng ta sẽ nhập ở đây và sau đó chúng ta nháy vào nút start này đây thì sau khi đã nháy vào nút start máy tính sẽ bắt đầu đếm thời gian để chúng ta tắt máy thì sau đúng khoảng 15 phút thì máy tính của chúng ta sẽ tự động tắt và chúng ta có thể ẩn chương trình này đi bằng cách nháy vào Hidden ở đây. Như vậy, phần mềm đã được ẩn. Và chúng ta có thể mở lại phần mềm đã ẩn ở đây. Chúng ta có thể nháy đúc chuột vào. Như vậy chúng ta đã hiển thị lại phần mềm mở sắt down này. Và nếu chúng ta không muốn hẹn giờ tắt máy nữa thì chúng ta nháy vào nút Stop ở đây. Thì chúng ta sẽ hủy lệnh tắt máy sau bao nhiêu phút. Như vậy tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn về một phần mềm rất hữu ích để chúng ta có thể tắt máy sau thời gian bao lâu hoặc tại một thời điểm bất kỳ như thế này thì đây là một phần mềm rất nhỏ và rất hữu ích do một tác giả người việt đã viết ra chúc các bạn có thể ứng dụng được phần mềm này vào công việc của chúng ta một cách thiết thực nhất xin chào và hẹn gặp lại các bạn